Chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Mark Home. Trong số ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Tùng có địa chỉ tại Thanh Hóa. Mark Home thiết kế và thi công trên cả ba miền của đất nước nên quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói. Để tiện cập nhật những thông tin về công ty, mẫu nhà đẹp, dự án đã thực hiện, quá trình thành lập, quy trình làm việc, quý vị có thể truy cập vào trang web markhomegroup.vn. Nhân dịp mừng khai trương văn phòng Mark Home Hà Tĩnh thì chúng tôi đang triển khai hàng loạt các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tại khu vực miền Trung. Đối với khách hàng thiết kế thì chúng tôi sẽ tặng một quyển catalog Mark Home và một bộ cốc cao cấp. Còn đối với khách hàng ký hợp đồng thi công trọn gói thì sẽ có cơ hội nhận được một chiếc xe Honda Way Alpha 2023. Các số liên hệ của công ty chúng tôi thì gồm có 096 445 8888, 082 81 33333 sẽ luôn có đội ngũ túc trực sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho quý vị. Theo yêu cầu của gia đình anh Tùng thì chúng tôi đã thiết kế một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng mang phong cách kiến trúc tân cổ điển. Các chi tiết trang trí được linh hoạt sắp xếp một cách hài hòa, tiết chế hợp lý, đảm bảo vẻ đẹp tinh tế nhẹ nhàng. Với những công trình tân cổ điển thì màu trắng sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất. Bởi vì ở công trình này thì đã có rất là nhiều những chi tiết trang trí cầu kỳ. Nếu sử dụng thêm rất là nhiều những màu sắc khác thì sẽ dễ dẫn đến việc là công trình bị rối rắm. Trên thực tế thì dãy màu trắng rất là đa dạng, sẽ gồm có trắng sữa, trắng kem, trắng sứ, trắng xám, trắng ngọc trai v.v. Quý vị có thể tham khảo và tùy vào sở thích của mình mà lựa chọn sao cho phù hợp. Điểm nhấn ở công trình này chính là những chi tiết vòm ở sảnh chính và sảnh phụ. Bên cạnh đó sẽ là hệ thống chỉ âm, chỉ nổi được kết hợp khéo léo ở công trình này, xuất hiện ở cả vị trí phân tầng, mang đến hiệu ứng thẩm mỹ rất là cao. So với những công trình hiện đại thì những công trình tân cổ điển cũng cần hạn chế sử dụng quá nhiều những vật liệu trang trí ốp lát để công trình của chúng ta không bị rối mắt. Sảnh chính và sảnh phụ thì được thiết kế tương đồng với nhau, khác biệt lớn nhất chính là về kích thước. Cả hai thì sẽ mang đến khoảng thở cho công trình, tạo điểm nhấn lấy vào gió ánh sáng và kết nối với thiên nhiên bên ngoài. Về hệ thống cửa thì cửa chính sẽ được làm từ chất liệu thép vân gỗ kết hợp với pano kính. Còn tất cả cửa ở công trình này còn lại thì sẽ là nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Chất liệu cửa ở công trình được đánh giá rất là cao về độ bền khi chống chịu được những tác động đến từ thời tiết, không ngại nắng mưa cũng như là không lo sợ vấn đề mối mọt tấn công. Vậy nên là chúng ta có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài. Trên màn hình quý vị lúc này chính là hình ảnh góc nhìn từ trên xuống thấy được hệ mái với vị trí đặt tét nước thái dương năng. Và để phần mái bớt đơn điệu hơn thì chúng tôi còn thiết kế thêm chuồng chim hay còn có cách gọi khác là cửa sổ mái. Công trình này thì được xây dựng cách ranh giới khu đất một khoảng nhất định, cho nên là việc thoát nước mưa sẽ diễn ra tự do mà chúng ta không cần có thêm hệ thống seno thu nước mái. Trong bộ hồ sơ gửi đến quý khách hàng thì sẽ gồm có hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, hồ sơ kết cấu, hồ sơ điện nước cũng như là dự toán công trình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua trước hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Hồ sơ này thì sẽ gồm có 50 trang với những thông tin về mặt bằng công năng, mặt bằng xây dựng, mặt đứng, mặt cắt cũng như là các thông tin chi tiết về những chi tiết trang trí ở công trình. Để quý vị dễ dàng khái quát nội dung thì chúng tôi có một lục bản vẽ kiến trúc. Công trình này có kích thước xây dựng là 9,6 x 14,1m, diện tích sử dụng khoảng 207m2. Phòng khách thì có diện tích là 25m2, căn phòng này kết nối cả sảnh chính và sảnh phụ, thuận tiện cho việc di chuyển, lấy vào ánh sáng cũng như là quá trình lưu thông, trao đổi không khí được dễ dàng hơn. Sau phòng khách là bếp ăn, cả hai căn phòng này thì ngăn cách với nhau nhờ vào một hệ lam, đây cũng sẽ là vị trí đặt tivi. Khu vực ăn uống và nấu nướng thì có diện tích 20m2. Với những công trình truyền thống thì bếp ăn thường sẽ được đặt rất là xa công trình chính. Tuy nhiên thì để tối ưu hóa không gian, tiết kiệm thời gian di chuyển và tăng sự tiện nghi thì bếp ăn nên được thiết kế tích hợp và đặt ở bên trong công trình. Với những thiết kế hiện đại ngày nay thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm, không lo tình trạng ẩm mùi hôi khó chịu. Việc đặt gần với cửa hậu và cửa sổ cũng đã góp phần giúp cho không gian này trở nên thông thoáng, đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Tầng 1 thì sẽ có 2 phòng ngủ, phòng ngủ số 1 có diện tích là 14,6m2, trong khi đó phòng ngủ số 2 rộng 12m2, đều là những diện tích tương đối thoải mái. Cuối cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung, có diện tích 4,8m2. Tầng 2 thì sẽ gồm có khu vực phòng thờ với diện tích 13,5m2. Phía trước phòng thờ sẽ là sân chơi, mở ra không gian thông thoáng.
Khi thiết kế phòng thờ thì chúng ta cần chú ý không đặt bàn thờ tựa lưng vào bếp rung, nhà vệ sinh. Bàn thờ thì tránh đặt ngược hướng với hướng của công trình. Khu vực tiếp theo là phòng sinh hoạt chung có diện tích là 15m². Từ phòng sinh hoạt chung chúng ta có thể dễ dàng ra được khu vực ban công ở bên hông của công trình, tạo nên một không gian sinh hoạt thoải mái. Tương tự như là tầng 1, tầng này cũng gồm có 2 phòng ngủ. Phòng ngủ số 3 với diện tích 14,6m² và có một cửa đi dẫn ra khu vực ban công ở phía trước rộng 2m². Phòng ngủ số 4 thì có diện tích là 12m². Tầng này thì còn có thêm khu vực sân phơi với diện tích là 10,7m². Ở khu vực sân phơi thì quý vị cần lưu ý là chúng ta phải hạ cót sàn cũng như là đảm bảo có thể lấy vào ánh sáng gió tự nhiên một cách tốt nhất. Đơn giản nhất là hai mặt tường thì quý vị không nên xây bít kín mà chỉ cần xây lên cao khoảng 0,9m hoặc là hơn rồi kết hợp với các thanh sắt. Khu vực cuối cùng ở tầng 2 là nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung có diện tích 4,8m². Công trình này thì có chiều cao được tính từ cót 0 lên đến đỉnh mái là 10,8m, chiều cao tầng 1 là 3,9m, chiều cao tầng 2 là 3,6m và mái có chiều cao là 3,3m. Đây được xem là kích thước chiều cao lý tưởng, thoải mái trong việc di chuyển, đảm bảo vẻ đẹp công trình. Thông thường thì tầng bên dưới nên bằng hoặc là cao hơn tầng bên trên, bởi vì nếu như mà ngược lại thì chúng ta sẽ cảm thấy là công trình bị chênh vênh. Để xem cụ thể hơn về hệ thống cửa, vị trí, kích thước, quý vị có thể xem tại mặt bằng cửa. Mỗi tầng thì sẽ tương ứng với một mặt bằng. Để ngắn gọn thì chúng tôi cũng có các ký hiệu, những vị trí nào bắt đầu bằng chữ D là cửa đi và bắt đầu bằng chữ S sẽ là cửa sổ. Dựa vào mặt bằng cửa ở tầng 1 thì chúng ta sẽ thấy là có 3 lối tiếp cận ở công trình, mở tầm nhìn về 3 hướng khác nhau. Cửa chính thì sẽ kết nối với khu vực phía trước, cửa đi tại sảnh phụ thì kết nối với khu vực bên hông và cửa hậu thì sẽ kết nối với không gian ở phía sau của công trình. Đồng thời thì cửa chính và cửa hậu được đặt lệch với nhau. Trường hợp cửa chính và cửa hậu thẳng hàng nhau thì sẽ không đẹp về thẩm mỹ và sẽ không phù hợp theo khía cạnh phong thủy. Bởi vì có nhiều quan niệm cho rằng như vậy thì sẽ dẫn đến việc là bị tổn hao tài lộc, tiền bạc vào rồi không giữ được. Ở những trang tiếp theo thì chúng tôi còn có trình bày chi tiết cụ thể hơn về hệ thống cửa trong công trình, sẽ gồm có quy cách, chất liệu và các kích thước chi tiết. Chẳng hạn như là cửa chính D1, kích thước tính cả khuôn bao sẽ là 2700 x 2700mm. Vì đặt ở vị trí quan trọng cho nên là cửa chính liên quan đến vấn đề phong thủy. Và để kiểm tra xem là cửa chính có đạt chuẩn phong thủy hay là không thì chúng ta sẽ đo đạt thông qua thước lỗ bàn online tại trang web thiết kế thi công trọn gói .com. Tuy nhiên thì trước hết chúng ta cũng cần phải tính được kích thước thông thủy, có nghĩa là kích thước đã trừ đi những phần cố định. Ở đây kích thước thông thủy của cửa chúng tôi tính được là 2580mm. Nhập con số này vào thước lỗ bàn thì chúng ta sẽ nhận được kết quả thuộc cung hoạch tài, nằm trong khoảng tỷ tướng tốt. Tài khoản này thì sẽ tạo cho gia chủ hanh thông mọi mặt, con cái tấn tài danh, sinh con quý tử, chủ nhà sẽ luôn gặp những điều may mắn bất ngờ trong cuộc sống. Xem tiếp đến hồ sơ kết cấu, với công trình này thì chúng tôi sử dụng phương án là móng cọc bê tông cốt thép, tiết diện là 200 x 200mm. Quy trình xác định hệ móng thì sẽ diễn ra như sau, đội ngũ kỹ thuật sẽ về tận nơi đo đạc khảo sát, sau đó thì sẽ lên phương án thiết kế cho công trình từ ngoại thất công năng. Rồi phòng kết cấu sẽ triển khai hồ sơ kết cấu dựa vào khối lượng công trình cũng như là nền đất xây dựng. Đối với những công trình xây dựng trên nền đất có độ ổn định thấp, lún nhiều bùn v.v. thì chúng ta sẽ phải sử dụng phương án là móng cọc. Hồ sơ kết cấu của chúng tôi thì sẽ đảm bảo được là công trình vững chắc, tránh tình trạng nứt tường hay là sụt lún về sau. Hồ sơ tiếp theo chính là hồ sơ điện nước. Điện nước thì sẽ gắn liền với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tác động rất là nhiều như là gồm tính thẩm mỹ, sự an toàn, tiện nghi. Chẳng hạn như là chỉ tính riêng việc đặt ổ cắm điện ở đâu, nếu chúng ta không tính toán hợp lý thì cũng sẽ mất thêm nhiều thời gian di chuyển, thậm chí là phải mua thêm các ổ cắm rời rất là bất tiện. Với hồ sơ điện nước của Mark Home thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm về các vấn đề trên. Trong hồ sơ này thì những vấn đề về thi công lắp đặt, hệ thống điện nước cũng như là các thiết bị điện nước được sử dụng sẽ đều được chúng tôi trình bày cụ thể cho nên là đơn vị thợ chỉ cần thực hiện theo. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau xem đến dự toán công trình. Trong dự toán thì sẽ gồm có toàn bộ số tiền cần phải chi trả để xây dựng nên công trình. Chúng tôi sẽ bóc tách khối lượng cụ thể từng hạng mục, dùng bao nhiêu sẽ tính ra bấy nhiêu. Đặc biệt là chủ đầu tư sẽ còn chủ động trong việc giám sát đơn vị thợ, tránh vấn đề hao hụt hay là tự ý thay đổi chủng loại.
Có thể thấy là tổng thể công trình của gia đình anh Tùng thì được thiết kế rất là chỉnh chu, đẹp mắt, phù hợp với những ai yêu thích phong cách tân cổ điển nhưng không quá cầu kỳ. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích cái thiết kế của chúng tôi và có nhu cầu thiết kế thi công xây dựng thì có thể liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn. Các số hotline của công ty gồm có 096 445 8888, 08281 33333. Hiện tại thì đối với khách hàng thiết kế, chúng tôi sẽ hỗ trợ giám sát miễn phí, ưu đãi khi mua các sản phẩm của Mockhome. Còn đối với khách hàng thi công thì chúng tôi sẽ miễn phí 100% chi phí thiết kế, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất, cũng như là cập nhật hàng loạt những chương trình ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn trong năm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.